Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà diện tích rất là rộng rãi gần đường Nguyễn Văn Cừ, gần Đại học Công nghệ đường Nguyễn Văn Cừ. Này thuộc phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì gần khúc lộ 20 đường Cách Mạng 8 ha, gần siêu thị Lotte rồi luôn, gần Đại học Công nghệ. Thì nhà thiết kế một trệt một lầu đã hoàn công. Diện tích bề ngang thì 3m95 nhân 16, thực tế thì 17. Thì lộ giới trước nhà thì lộ giới 13m, con đường 7m, lề thì mỗi bên 3m thì 13m. Số nhà là 188/16 đường Nguyễn Văn Cừ. Thì nó gần bên công an giao thông quận Ninh Kiều luôn. Thì gần công nghệ, trường Đại học Công nghệ Cần Thơ ha. Đây là phía trước của căn nhà. Nhà một trệt một lầu thì kiểu này thì kiểu cũng đã xưa ha. Đó, nhưng mà nhà còn mới 90%. Lộ giới trước nhà lộ giới 7m, cách đường Nguyễn Văn Cừ khoảng 150m. Quay về hướng này thì hướng đông bắc, lộ thì thông thoáng đi dài vô trong luôn nha. Kế bên có trường cao đẳng, trường cao đẳng kế bên luôn nè, đối diện trường cao đẳng luôn. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế. Cửa phía trước thì cửa kéo, lớp cửa kéo ngoài, cửa kiến cường lực ở phía trong. Nhà thì dán gạch lên 6 tấc tầng trệt. Tầng trệt thì có một phòng ngủ, phòng khách rất là rộng rãi, đậu xe ô tô trong nhà được luôn. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm, mình đến coi thực tế căn nhà. Khi vừa ý thì gặp chủ mình thương lượng mua bán, thì ở phòng khách có tặng một cái máy lạnh nha. Phòng ngủ thì không có gắn máy lạnh ha. Đây, nhà này kiểu mẫu thì kiểu xưa, nhưng nhà đã sơn sửa là cũng còn rất là mới luôn. Nhà vệ sinh thì nó nằm ở góc bên này ha, còn không gian bếp thì ở góc sau cùng. Không gian bếp ở đây có sân sau. Không gian bếp này rất là rộng rãi luôn ha. Ở sau này còn 1m ở phía sau nè. Diện tích nó gần 4m, chạy dài 16, thực tế là 17 ở sau 1m này nữa ha. Thì lên lầu cho quý cô chú anh chị em mình xem trên lầu luôn. Thì nhà này chủ mong muốn bán với giá là 4 tỷ 350 triệu sở hữu ngay. 4 tỷ 350 triệu sở hữu ngay một căn nhà tại trung tâm thành phố Cần Thơ, lộ giới rất là rộng rãi, có thể mình thuận tiện kinh doanh. Phía trước ở trên lầu thì ngăn bằng kiến luôn nha, ngăn nhôm với kiến chứ không có ngăn phòng bằng ấy ha. Đây là phía trong, phòng phía trong rất là rộng rãi. Trên lầu có một nhà vệ sinh và có hành lang ở phía sau, sân phơi đổ phía sau luôn đó. Hành lang phía sau ha. Còn phía trước thì cũng là một phòng ngủ phía trước rất là rộng luôn. Thì cái này nếu gia đình mình đông thì mua nhà này thì mình ngăn ra trên lầu này 3 phòng được luôn nè. Tên phòng phía sau 2 phòng, còn sân thượng ở phía trước luôn. Đây, trồng cây cảnh ở phía trước rồi luôn ha. Nhà thì rất là mát mẻ. Quay vườn hướng đông bắc, lộ giới trước nhà 13m, là lộ 7m, là mỗi bên 3m. Đối diện trường cao đẳng công nghệ luôn, trường kỹ thuật. Có cái trường bên đối diện đó ha. Rồi quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì mình đến coi thực tế căn nhà. Khi vừa ý thì gặp chủ mình thương lượng mua bán, sử dụng một trệt một lầu là 125m, pháp lý là sổ hồng thổ cư đã hoàn công. Nhà đã hoàn công rồi, còn mới khoảng 90%, mới ao luôn.
đó tổng quan của căn nhà này, từng trước quay thẳng ra tới sau luôn ha. Vì có thể mình mua mình là nhiều nhiều người thì ngăn chiến, chỗ nào cũng có cửa hết trơn nha. Phòng trước này cũng có cửa, phòng trong này cũng có cửa luôn. Đường đi lên thì cũng rất là rộng rãi, nó cũng không đứng lắm. Này cái đường đi lên ha, kiểu mẫu này thì cũng chắc cũng cất cũng hơi lâu, và nhà thì mới sơn sửa lại. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến căn nhà này thì mình đến coi thực tế, khi vừa ý thì gặp chủ mình thương lượng mua bán, giá dao động chỉ có 4 tỷ 350 triệu sở hữu ngay. Đây thì thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Để đóng cửa lại chạy ra đường Nguyễn Văn Cừ cho quý cô chú anh chị em xem luôn. Ở đây là an ninh là nổi chê luôn, sát bên công an, an ninh rất là tốt. Đó, đây nhìn ra đường Nguyễn Văn Cừ thì sát bên luôn ha. Đó, đây chạy thẳng ra ngoài là sát bên. Còn đây là cửa nhà đã đóng cửa lại. Từ đây sẽ chạy ra phía trước đường cho quý cô chú anh chị em xem đường Nguyễn Cừ luôn. Này, nhà này thì đối diện Đại học Công nghệ đó. Đây là công an giao thông quận Ninh Kiều gần đây nè hả, đã là cách chừng 30 mét rồi. Giá chỉ có 4 tỷ 300 triệu sở hữu ngay một căn nhà. À, tới đây là đường Nguyễn Văn Cừ. Rồi đây là Đại học Công nghệ ha, bán kính trong vòng 500 mét thì đầy đủ tiện ích hết. Thì quý vị anh chị em nào quan tâm thì mình đến coi nha. Rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại những video sau. Cảm ơn rất nhiều.